Nám mạng nội tiết, nám mạng tập trung chằng chịt trên bề mặt da thì đâu là giải pháp tốt nhất để loại bỏ à? Các chị ơi, chị nào mà đang bị cái hiện trạng nám mạng trên da, các chị đừng bỏ qua livestream này của nhà Masa nha. Hiện tại Masa xin quay livestream cận cảnh một cái chị khách hàng trước khi tới với nhà Masa sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại các chị. Và hiện trạng đầu tiên của chị khách hàng này là nám mạng nửa một bên má luôn nha. Và kèm bên đó là có cái hiện trạng là bị đồi mồi, tàn nhang, đốm nâu. Da của chị khách hàng này cái lão hóa rất là nhiều trên da luôn. Các chị ơi, các chị có muốn biết nhà Masa sử dụng công nghệ gì để loại bỏ những cái nám này trên da mà? Thì hiện tại thì Masa xin quay cận cảnh hai công nghệ trực tiếp để loại bỏ nám sạm tàn nhang trên da của chị khách hàng này nha các chị nha. Rồi. Sau khi đã vệ sinh da và UT, Malisa sẽ thực hiện công nghệ đầu tiên là White Skin Repair để nhặt từng chân nám cho chị khách hàng. Việc xử lý sắc tố bằng công nghệ này sẽ giúp nghiền nát, phá vỡ và phân hủy sắc tố ở tầng trung bì hạ bì da của khách. Đó, các chị thấy không? Tất cả những cái sắc tố bên em đã nhặt từng cái chân nám bằng công nghệ White Skin Repair rồi ha. Sau khi mà nhặt xong, sắc tố sẽ được nghiền nát và đào thải qua ba con đường. Con đường đầu tiên là con đường đào thải qua bề mặt da. Sau khi được nghiền nát, cơ chế tự phục hồi của làn da sẽ giúp cho đào thải những sắc tố thông qua việc bong li ti. Các chị nên để những mảng bong này thật bong thật là tự nhiên, tuyệt đối không được dùng tay hay bất cứ cách nào để mà đào thải, để việc đào thải diễn ra tốt nhất nha. Con đường thứ hai là quan hệ bài tiết. Trong thời gian này thì chịu khó uống thật là nhiều nước lên giùm em. Hãy uống nước nhiều hơn ngày thường để cho cái công việc, để cho cái việc uống nước này nó có thể hỗ trợ đào thải thông qua hệ bài tiết luôn. Và con đường thứ ba cũng là con đường cuối cùng, đó chính là bên trong cơ thể của chúng ta có một tế bào đại thực bào, được ví như là một cô lao công, sẽ phát hiện ra những vật lạ bên trong cơ thể và đến dọn dẹp sạch cho chúng ta. Quá là tuyệt vời phải không các chị? Rồi, sau đây Malisa xin phép thực hiện đến công nghệ thứ hai trong gói dịch vụ loại bỏ nám, đó chính là Pixel Show 2. Dạ rồi, bác làm đi bác ạ. Như các chị thấy đó, từng ô định hình màu đỏ thông qua thấu kính hội tụ chiếu hàng ngang tia vi điểm lên trên da của khách hàng bằng những thông số thích hợp sẽ giúp cho làn da của chúng ta tổn thương trong chế độ an toàn, từ đó kích thích elastin để sản sinh ra collagen, hỗ trợ cho làn da của chúng ta vừa căng khỏe vừa xe kích lỗ chân lông. Sau khi làm da về, các chị em vệ sinh da bằng cách là lấy giúp em một miếng bông tẩy trang thấm vào nước muối sinh lý, sau đó vắt nhẹ rồi chậm nhẹ lên da thôi. 1 đến 3 ngày đầu tiên da sẽ viêm sưng trong chế độ an toàn. Từ 3 đến 7 ngày, da bắt đầu sậm lại. Trong quá trình này, ở dưới cái lớp mày do tác động của công nghệ về, lớp da mới sẽ bắt đầu hình thành và thay thế cho những tế bào già cằn cỗi. Và cuối cùng, từng mảnh nhỏ sẽ được bong ra từ từ. Trong quá trình này, tuyệt đối không được tác động lên trên da bong nhanh nha. Các chị sẽ cảm nhận rõ rằng da của mình sẽ căng hơn. Quá trình này, nhân gian người ta gọi là rạ da non. Còn trong khoa học, người ta gọi đó chính là tăng sinh collagen đó ạ. Như các chị thấy đó, Malisa sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến với máy móc nhập khẩu chính hãng mà giá cả lại vô cùng bình dân. 1,6 triệu cho công nghệ, cho hai công nghệ kết hợp. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt trên livestream này, nếu các chị chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên các hội nhóm, Malisa sẽ giảm sốc, giảm sâu cho các chị chỉ còn 800 ngàn đồng thôi. Những chị em nào đang thực sự muốn thay đổi làn da, trở về tuổi thanh xuân của mình thì nhanh tay đi ạ. Hãy để lại số điện thoại ngay trên tại livestream này và chia sẻ lên các hội nhóm ở từng cá nhân để mà Malisa có thể gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Đó các chị thấy không? Từng ô định hình màu đỏ sẽ chiếu ra hàng ngàn tia vi điểm để mà giúp cho làn da của chúng ta nha. Rồi, nhiều các chị là phân vân là sau khi làm da nhà Malisa về mình sẽ sử dụng sản phẩm gì để hỗ trợ cho việc đào thải tốt nhất, thì ngay sau đây Malisa xin phép giới thiệu cho các chị yêu về cái sản phẩm nhà Malisa luôn ạ. Sau khi kết hợp sử dụng công nghệ cao của nhà Malisa, trong vòng 10 đến 12 ngày da chúng ta bong ra hết hoàn toàn, làn da chúng ta ổn định. Sử dụng kem kết hợp bộ N3. Bộ N3 sẽ gồm 3 sản phẩm nha. Sản phẩm thứ nhất là kem dưỡng ẩm sâu bên trong. Thường làn da bị nám, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu là làn da yếu, làn da khô, làn da bị tổn thương. Nên sử dụng kem bước đầu tiên, kem dưỡng ẩm sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng làn da chúng ta được khỏe hơn, căng bóng, mịn màng, giúp nuôi dưỡng làn da chúng ta từ sâu bên trong, tăng sức đề kháng cho da. Sản phẩm thứ hai, kem xóa thâm làm trắng sáng da. Đa số làn da nám là những làn da bị thâm sạm, sắc tố da không đồng đều màu, hoặc là thâm do mụn để lại, do côn trùng cắn. Thì đây là sản phẩm nó sẽ hỗ trợ nghiền nát hết tất cả những sắc tố, giúp da chúng ta đều tâm màu, giúp da trắng hơn, mịn hơn, cân bằng độ pH cho da, kích thích elastin, sản sinh ra collagen. Sản phẩm thứ ba, kem loại bỏ sắc tố. Thì đây là sản phẩm chủ lực hỗ trợ nghiền nát hết tất cả những sắc tố thâm sạm nám trên làn da chúng ta. Hết nám hay không,
phụ thuộc vào sản phẩm này rất là nhiều luôn. Thì em cũng sẽ tư vấn rõ luôn, khi sử dụng kết hợp bộ N3 này, da chúng ta sẽ có những cái hiện tượng ửng hồng, châm chích, bong tróc, ngứa rát là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Các chị em nào đã từng sử dụng sản phẩm này rồi có những hiện tượng này thì em xin chúc mừng các chị nha. Và bộ sản phẩm N3 bình thường Melissa bán với giá gốc là 3.900.000 đồng, nhưng hôm nay tại trên phiên live này ưu đãi giảm sâu chỉ còn 2.980.000 đồng để sở hữu bộ N3. Mà sản phẩm là N3 cộng số điện thoại giúp em nha các chị yêu. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, sau đây em sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Buổi tối vệ sinh da cho em thật sạch bằng 2 bước. Thứ nhất là tẩy trang, sau đó đến sữa rửa mặt. Bước đầu tiên sử dụng cho em kem dưỡng ẩm sâu bên trong, thoa một lớp đều tán nhẹ lên cái làn da chúng ta, đợi 2-3 phút khô. Bước kế tiếp là kem xóa thâm làm trắng sáng da, thoa đầy lên cho em. Và bước cuối cùng là kem loại bỏ sắc tố. Kem loại bỏ sắc tố cũng sử dụng thoa một lớp mỏng đều lên trên da, tránh khóe mắt, khóe môi. Vùng nào có nám, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu, thoa thêm cho em một lớp nữa nha. Và cái cách sử dụng rất là đơn giản đúng không ạ? Ban ngày vệ sinh da cho em thật sạch bằng sữa rửa mặt, sau đó sử dụng cho em bước đầu tiên kem dưỡng ẩm sâu bên trong, sau đó sử dụng cho em là kem chống nắng. Để mua được hàng N3 cộng số điện thoại giúp em, có mã sản phẩm là có đơn, có số điện thoại là có đơn. Và em xin chia sẻ thêm một cái bí quyết nữa để cái làn da chúng ta nhanh cải thiện hơn nha. Thì trong vòng 10 đến 12 ngày sau khi sử dụng công nghệ cao của nhà Melissa, mình không sử dụng kem, không sử dụng nước để rửa mặt, thì chắc chắn cái làn da của chúng ta đang bị thiếu nước trầm trọng. Bước đầu tiên vệ sinh da cho em thật sạch, sau đó đắp liền cho em một miếng mặt nạ nha. Bởi vì một ngày đắp mặt nạ bằng 10 ngày chúng ta dưỡng da, thì mặt nạ bên nhà Melissa nó sẽ hỗ trợ cung cấp hết tất cả các dưỡng chất cần thiết cho làn da chúng ta, cấp ẩm, cấp nước, nuôi dưỡng làn da chúng ta từ sau bên trong. Và hiện tại mặt nạ bên nhà Melissa có mã sản phẩm là M42, mặt nạ 7 sắc cầu vồng sẽ gồm nhiều công dụng, tích hợp được nhiều công dụng, mã là M42, giá ưu đãi là 280.000 đồng. Thì em đang thấy cái bình luận của chị Hoài em là kem chống nắng, còn không em thì hiện tại là kem chống nắng của nhà Melissa đang hết hàng chị yêu nha. Thì đi khi nào Melissa có kem chống nắng thì Melissa sẽ thông báo cho chị nha. Chị Hà Đào ơi, chị hỏi em thì dưỡng mi có khuyến mãi hay không? Chị Hà Đào ơi, dưỡng mi đang được ưu đãi sâu, chỉ còn 790.000 đồng. Chị cho em xin mã số là MX09 kèm theo số điện thoại nha. Và em xin phép quay lại cho tất cả chị mình một lần nữa nha. Công nghệ tại nhà Melissa. Các chị ơi, trước khi mà làm cái công nghệ Pixel CO2 này thì Melissa sử dụng cái công nghệ là Quaking Spectra. Chỗ nào mà có nám đó các chị thì Melissa sẽ hỗ trợ nghiền nát, loại bỏ, phân hủy và tất cả và đào thải tất cả sắc tố nám ra bên ngoài làn da của tất cả chị mình nha. Thông qua ba con đường, là thứ nhất là con đường bong tróc ngoài da. Con thứ hai, trong cơ thể của mình sẽ có một cái tế bào được gọi là đại thực bào nha. Sau khi nám được nghiền nát rồi thì cái đại thực bào này nó sẽ tới hỗ trợ ăn đi những cái sắc tố nám đó nha các chị. Và con đường thứ ba, trong quá trình các chị làm da đó các chị, mình nhớ uống nhiều nước giùm em và ăn nhiều rau củ quả để hỗ trợ đào thải của con đường hệ thống hệ bài tiết nha. Thì đầu tiên là công nghệ Quaking Spectra. Thì trước đó thì khách hàng này đã sử dụng cái công nghệ này rồi. Và công nghệ thứ hai, các chị thấy không ạ? Thông qua một cái thấu kính hội tụ, Melissa sẽ hỗ trợ thông qua thấu kính hội tụ nha, chiếu ra hàng ngàn tia vi điểm. Và các chị có thấy cái lưới màu trắng không ạ? Sau khi làm á thì các chị cái công nghệ này sau khi bong ra sẽ giúp cái làn da của mình nó khỏe hơn, nó có cái sức đề kháng trong da hơn. Và cái quá trình mà các chị loại bỏ nám nè, hoặc là làm căng da, bóng da, chống lại lão hóa trên da sẽ được cải thiện rõ rệt nha các chị. Đó, thông qua một cái thấu kính hội tụ nha, nhớ tia định hình màu đỏ này nó sẽ chiếu ra hàng ngàn tia vi điểm nha, giúp cái làn da của mình sau khi bong ra nó căng hơn, nó mướt hơn và nó khỏe hơn nha các chị. Và hiện tại bây giờ thì ở ngoài thị trường á, nó có rất là nhiều công nghệ để loại bỏ nám luôn các chị, nhưng mà khi mà sử dụng trên da thì nó không có hiệu quả. Chẳng những không có hiệu quả mà nó sẽ khiến cái làn da của mình bị tổn thương nhiều hơn nha. Và bây giờ em sẽ quay cho tất cả chị mình xem những cái hiện trạng, những cái công nghệ ở ngoài nha, nó như thế nào để nó ảnh hưởng tới cái làn da của mình như vậy nha các chị. Dạ các chị ơi, đây các chị có thấy không ạ? Đây là hình ảnh mà khách hàng sử dụng cái phương pháp lăn kim. Các chị có thấy một cái cục trục đầu quay nhỏ không ạ? Trên con quay này thì sẽ có những cái mũi kim nhỏ li ti làm tổn thương da trong chế độ... Khi mà làm thì các bạn sẽ phải sử dụng lực tay để tác động trên da của khách hàng. Mà các chị biết đó, lực tay thì lúc nào cũng là lúc mạnh lúc nhẹ, không thể nào mà cân chỉnh cân bằng trong quá trình làm được. Cho nên là khi mà da mình tổn thương trong diện rộng thì dễ gây ra tình trạng viêm sưng làn da. Ngoài ra thì sẽ còn phương pháp gọi là sử dụng thuốc rượu, thuốc lột tẩy da. Đây là một phương pháp dân gian mà gần như chưa có nhà khoa học nào minh chứng kiểm duyệt được cả. Các chị có thấy là khi mà mình sử dụng lên gây tổn thương làn da, lột tẩy da, bào mòn da. Ngoài ra thì còn bị lộ mau mạch, mất cấu trúc da đúng không ạ?
Hiện tại bây giờ ở ngoài thị trường nó sẽ có một vài cái phương pháp như gọi là chấm ACA, hay là nói thực ra thì nó là gọi là chấm axit đó, thì nó sẽ không có cân chỉnh được cái liều lượng, dễ gây lủng lỗ làn da, để lại sẹo trắng trên làn da. Bởi vậy các chị ơi, thời buổi công nghệ 4.0 rồi, hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn thẩm mỹ viện uy tín, máy móc công nghệ hiện đại để làm đẹp da nha. Tránh tiền mất tật mang các chị ạ. Hãy là chọn kỹ lưỡng để làm sao mà cái bản thân mình nó được đẹp hơn các chị ha. Mai Lisa thì là hơn 25 năm trong làm nghề rồi, với 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Bởi vậy mà em không thể nào mà đem thương hiệu của mình ra bán hàng trôi nổi, hoặc là làm đẹp da cho các chị mà không có hiệu quả được. Với lại các chị mặc đừng có mặc định dùm em á, là bản thân mình phải sống chung với lũ, phải cam chịu là da mình có nếm là tại vì nắm máu, không thể nào mà loại bỏ được. Đây em cho các chị xem, công nghệ nhà Mai Lisa là công nghệ micelle CO2 kết hợp với lại công nghệ Viking Spectra, sau khi làm xong nghiền nát đào thải sắc tố nám, đồng thời giúp da của mình căng hơn, mướt hơn, xe kích nổi chân lông hơn. Cho nên là nhà Mai Lisa mới tồn tại được 25 năm nữa các chị. Với lại á, khi mà nhà Mai Lisa làm xong cái dịch vụ này, các chị sẽ có kết hợp thêm sản phẩm N3 để hỗ trợ làm sao mà da đẹp hơn, tốt hơn cho khách hàng nha các chị nha. Em sẽ quay trực tiếp cho các chị về cái hiện trạng khi mà da khách hàng đã làm nám nhà Mai Lisa nó cải thiện như thế nào các chị ha. Các chị có thấy là cái ô vuông nhỏ, định hình lưới nhỏ trên cái làn da của mình không ạ? Đó là công nghệ micelle CO2 mà em vừa mới quay cho các chị. Sau khi làm xong thì nó sẽ có hiện trạng như thế này. Khoảng tầm từ 3 tới 5 ngày sau thì nó sẽ bong ra, nó sẽ tạo những cái lớp mày nhỏ trên da. Thì nó sẽ bong mờ những cái sắc tố nám. Khoảng thời gian đó thì cái da của mình nó sẽ hơi xấu nha các chị, chịu khó giùm em. Hơi xấu trong khoảng thời gian đầu từ 5 tới 7 ngày, sau đó thì nó sẽ đẹp dần lên nha các chị nha. Đây là cái hiện trạng mà sau khi mà trước khi làm, và hiện trạng mà sau khi vừa mới làm xong. Và cuối cùng các chị có thấy không ạ, sau 12 ngày da có phải là căng hơn, trắng hơn, mịn màng hơn đúng không các chị? Bởi vậy á, mà em nói với các chị rồi, nhà Mai Lisa làm á, là hàng triệu chị em, rất là nhiều chị em ở trong này, chứ không phải là em chỉ làm 1-2 chị đâu, không đâu các chị ạ. Mình cứ tin tưởng nhà Mai Lisa, cứ theo dõi cái live stream này cùng em để biết là Mai Lisa làm đẹp cho bao nhiêu người. Rồi khách hàng còn giới thiệu, còn chia sẻ là làm đẹp nhà Mai Lisa cải thiện như thế nào. Đó, các chị thấy không ạ? Một làn da nám nó gần như rải hết hết toàn bộ khuôn mặt, mà bây giờ có phải là da căng hơn, sáng hơn, mịn màng hơn đúng không các chị? Nếu như nha, các chị đang còn phân vân là nhà Mai Lisa có thật sự làm đẹp hay không, hoặc là còn phân vân về các sản phẩm của nhà Mai Lisa, thì em cho các chị xem nha. Ở đây thì em sẽ có một cái hội group chia sẻ làm đẹp kinh nghiệm cùng nhà Mai Lisa. Các chị có thể tham gia vào cái hội group này, để lại một bình luận giùm em đi, hoặc là để lại một cái bài viết giùm em đi, hỏi là sản phẩm nhà Mai Lisa, dịch vụ nhà Mai Lisa có thật sự tốt hay không. Một cái hội nhóm công khai với hơn 2.000 thành viên, tất cả đều là khách thật của nhà Mai Lisa, đã từng trải nghiệm dịch vụ của nhà Mai Lisa, thì các chị sẽ hiểu rõ hơn về cái dịch vụ công nghệ cũng như là sản phẩm của nhà Mai Lisa các chị nha. Các chị ơi, thì Mai Lisa đang hiện tại đang quay với tất cả chị mình hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp chị Mai Lisa nha. Hội nhóm này đã có hơn 300.000 thành viên nữa các chị. Đây đều là người thật việc thật, đã từng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của nhà Mai Lisa. Ví dụ các chị đang bị da nám đi, da nám bên cạnh đó còn có tàn nhang đốm nâu như chị khách hàng này. Hôm nay tới với nhà Mai Lisa nha, làm cái công nghệ cao nhà Mai Lisa kết hợp cả hai công nghệ luôn là Viking Spectra để nghiền nát nám, loại bỏ nám trên da. Đồng thời thêm một công nghệ nữa là công nghệ micelle CO2 nha. Các chị muốn tìm hiểu đúng không ạ? Vào trong hội nhóm cho em đi. Sau đó mình tìm những cái feedback nha các chị. Đây là những cái feedback của chị khách hàng đây. Đó, feedback là các chị rất là nhiều luôn nha. Đây, em đọc trong mỗi những cái feedback nha. Chị chất lừa tim nè, làm da công nghệ cao và sử dụng sản phẩm Doctor Magic tại nhà Mai Lisa. Đó, mới được có một lần thôi mà da cải thiện rõ rệt luôn. Từ một cái là da bị nám mãi nè các chị. Bên cạnh đó nha, lỗ chân lông to, da có lượng dầu nhờn nhiều và bên cạnh đó có thâm mụn nữa nha. Nhưng mà sau khi một lần làm da công nghệ cao và kết hợp sản phẩm combo N3 của nhà Mai Lisa, sau khi bong da ra, da vô cùng là đẹp nha các chị. Da căng hơn, mướt hơn và mịn hơn nha. Và không chỉ một khách hàng đâu các chị, Mai Lisa đã có 16 triệu khách hàng thân quen rồi. Và những chị em này đã làm da rồi, kết hợp sử dụng combo N3. Và rất là nhiều khách hàng luôn, chứ không phải là Mai Lisa mướn người cài cắm vào đây nha. Và hoàn toàn là quay bằng cam thường, chụp bằng cam thường hết đó các chị. Đó, từ một cái làn da bị nám rất là nhiều luôn, nám sạm, tàn nhang, đờm màu đốm nâu, thậm chí là nám đinh, thì Mai Lisa vẫn được loại bỏ được nha các chị. Đây, chị khách hàng này bị nám mãi nha, hơn 3 tháng sử dụng kem và một lần làm công nghệ cao thôi, các chị thấy không ạ?
sự cải thiện mà sự vi diệu cho cái làn da nha. Mảng nám mảng rất là nhiều trên da, và nám mảng là một trong những nám chân sâu nha, nó sẽ đi sâu vào phần trung bì và hạ bì của làn da của mình. Nhưng mà khi mà các chị sử dụng những cái sản phẩm trôi nổi ngoài trường hoặc là những cái công nghệ không đúng cách thì cái làn da của mình nó sẽ bị mỏng nè, bị yếu nè, bị tổn thương vô cùng là nhiều luôn. Nhưng mà tìm với nhà massage, chị em này đã tin tưởng với nhà massage sử dụng công nghệ cao, vừa kết hợp sản phẩm của Dr. Magic là combo là ba, thì hiện tại có một cái làn da vô cùng là đẹp nha các chị. Nám đã được loại bỏ hết và đồng thời da sẽ căng hơn, mướt hơn và mịn hơn nha, có độ trắng sáng trong cái làn da đó, chỉ có 800.000 đồng thôi các chị. Đó, công nghệ cao của nhà massage từ giá gốc là 1.600.000 đồng. Nếu mà chị em nào chia sẻ cái livestream này về tường trang cá nhân và hồi nhớ máy chế độ ung khai, các chị sẽ được giá ưu đãi chỉ còn 800.000 đồng nha, và kết hợp chung với combo N3 cho em. N3 là combo là bỏ nám, sạm, tàn nhang, đồ mồi đốm nâu, sẽ gồm 3 sản phẩm chủ lực luôn các chị, và hỗ trợ làm khỏe da, làm trắng da, đồng thời nghiền nát loại bỏ phân hủy tất cả những sắc tố nám trong cái làn da của mình nha, vô cùng là tuyệt vời luôn các chị. N3 từ giá gốc là 3.900.000. Nếu mà chị em nào chia sẻ cái livestream này về tường trang cá nhân và hồi nhớ máy chế độ ung khai, các chị sẽ được giá ưu đãi chỉ còn 2.980.000 đồng nha, vô cùng là tuyệt vời luôn. Chị Hà Tina Mai Sa xin chào nè, em bé Nhi Mai Sa xin chào, Vinh Lê Mai Sa xin chào đúng nha. Trời ơi, các chị comment tuyệt vời rất là nhiều, em cảm ơn tất cả chị mình nha. Các chị ơi, chị em nào mà đang bị hiện trạng nám, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, hoặc là da của mình có đồi mồi, da bị tình trạng mà lão hóa trên da, các chị cứ mạnh dạn tới với tại 15 chi nhánh của nhà Mai Sa nha các chị. Đó, rất là đẹp luôn. Từ một làn da nám mảng nha, nhưng mà khi mà làm da công nghệ cao và kết hợp thêm những sản phẩm của Dr. Magic thì cái làn da của những chị khách hàng này rất là đẹp nha. Không phải là một chị đâu các chị, rất là nhiều chị em nha, 16 triệu khách hàng thân quen của nhà massage, và những chị khách hàng này đã có một cái làn da đẹp rồi. Còn các chị em thì sao ạ? Đang bị nám, hãy tìm hiểu về nhà massage. Nếu đủ tin tưởng rồi, nếu mà đủ cái niềm tin rồi các chị cứ mạnh dạn tới với tại chi nhánh của nhà massage để mình được làm dịch vụ nha. Chị Mai Cô Bơ Huỳnh ơi, chị Mai Cô Bơ Huỳnh ơi, chị vào trang thẩm mỹ viện nhà massage, chị cứ gửi cho em cái hiện trạng da của chị đi, thì những cái em nhân viên của nhà massage sẽ tư vấn thật là tận tình cho tất cả chị mình luôn nha. Chị Hằng Linh có comment là đã làm và đã đẹp ra, trẻ ra 5 tuổi. Em cảm ơn chị Hằng Linh rất là nhiều. Chị Hằng Linh có lẽ là một trong những chị khách hàng cũ của nhà massage, và massage nói thật là làm thật nha, làm đẹp thiệt thì tất cả những khách hàng cũ của nhà massage là nói là đẹp nha, chứ massage không bao giờ cài cắm khách hàng vào comment hết. Nên là mình bị nám cứ mạnh dạn đó chị, thay vì sống với một cái làn da nám nguyên cả đời luôn, nửa đời người luôn, thì bây giờ đã có nhà massage lo rồi nha. Cứ tới nhà massage là sẽ đẹp nha, massage đến là đẹp nha các chị. Chị Mai Michael Bơ Huỳnh ơi, bây giờ chị vào cái trang thẩm mỹ viện nhà massage đó, chị vào trang đó nha, chị nhắn tin tới với nhà massage, chị gửi cái hình trạng da đó, chính diện mặt và hai cái bên bên hai bên má của mình đó các chị, rồi sau đó thì massage sẽ có một cái đội ngũ chuyên viên và tư vấn thật là nhiệt tình cho chị yêu luôn nha. Đó, các chị ơi, tuyệt vời mà, rất là nhiều khách hàng nha, chứ không phải là một chị đâu các chị. Đây, đây là feedback của khách hàng thật nhà massage hết nha. Đây, đó, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu hoặc là thậm chí là nám đinh massage vẫn loại bỏ được nha các chị. Đó, kết hợp với sản phẩm của Dr. Magic thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, trẻ ra 5 tuổi, 10 tuổi là chuyện bình thường nha các chị nha. Đó, rất là nhiều khách hàng của nhà massage nha. Chị Marco Bơ Huỳnh ơi, chị cứ nhắn tin vào trong thẩm mỹ viện nhà massage nha. Khi mà em tư vấn rồi thì đâu phải tư vấn xong là chị có thể tới làm đâu. Thì khi nào mà chị có thời gian, chị cứ sắp xếp cho em tới với những cái chi nhánh của nhà massage để mình làm dịch vụ cho em luôn nha. Rất là nhiều khách hàng nha các chị. Và bây giờ em xin kết thúc livestream tại đây nha. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi livestream của nhà massage, và em mong muốn tất cả chị em nào đang bị hiện trạng nám, các chị cứ mạnh dạn tới với những cái chi nhánh của nhà massage để mình được chăm sóc da nha. Và kèm theo đó các chị sẽ có một làn da tuyệt vời hơn, hết nám và trắng mịn hơn nha. Và bây giờ em sẽ đi quay thêm những cái dịch vụ đẹp cho tất cả chị em khách hàng mình cùng tham khảo nha. Và bây giờ Masa xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị mình luôn nha.